Rồi. Qua nhà cậu rồi nhưng mà hôm nay mới tại em đi gần lên đây. Mình là ở gần nhà cậu, là ở thành phố Hồ Chí Minh, quận Phú Nhuận luôn á hả? Quá quý luôn, từ đó mà chạy xuống đây. Ủa mình chạy giao hàng hả? Làm nghề giao hàng. Mà sáng giờ có chạy được cuốc xe nào chưa? Chưa chạy cuốc xe nào hết mà chạy thẳng xuống đây luôn hả? Dạ chưa có, nên thành ra là cứ ghé làm đậu trước đi. Rồi hôm bữa 49 ngày có qua không? Qua nhà cậu không? Đó thì đây đây. Mất đi á. Mình để đây đi. Nhưng mà ghé trễ với lại thấy cũng đông người ở đó nên thành ra em cũng hơi ngại lắm đông Ở phía ngoài có nhang đó, mình có thắp nhang. Đây phía ngoài nè. Gần sát nhà cậu luôn hả? Dạ không, cũng ở gần đó thôi chứ không có ở có kế bên nhà cậu. Dạ. Yeah. Qua quê luôn, từ thành phố Hồ Chí Minh chạy gần 60 cây số xuống đây chứ. Lúc cậu còn sống em có gặp mấy lần. Vậy hả? Rồi có nói chuyện với cậu chưa? Dạ có. Sáng là chị đây là một người khán giả đầu tiên trong ngày luôn cả nhà. Tâm trạng chị rất là thành tâm. Rất là quý luôn. Sáng hôm nay thì cũng chưa có khán giả nào hết. Chị là một người đầu tiên. Chị khóc rồi cả nhà. Khóc à. Chị không kìm nén được nước mắt à. Chị là chị có gặp mặt cậu ở ngoài rồi hả? Có tiếp xúc, có nói chuyện với cậu lần nào chưa chị? Có được một vài lần. Một lần hả? Chị nhận xét là cậu như thế nào? Vui vẻ, thân thiện lắm. Thân thiện. Cũng có một tí gì đó vui tính. Vì người cậu, ví dụ như cậu là nghệ sĩ, cậu là nổi tiếng, cậu gần có xa lắm. Gần gũi hả? Không có tí gì gọi là xa cách hả chị? Một ngôi sao hết á. Dạ. Sau này cậu ít đi diễn thì cậu ở nhà nhiều hơn á. Dạ. Thì đi đây vô cũng gặp mà giống như là ông bà ở nhà vậy. À. Gần gũi lắm. Dạ. Nói chuyện cũng thoải mái ha, gần gũi. Dạ. Bình dân lắm, cậu ở nhà đây vô hàng xóm bình dân lắm. Dạ. Thì rồi. Trên cái hầu em sân khấu cậu khác ở ngoài đời thường cậu giống người chú người bác người ông vậy thôi chứ không có gì. Dạ. Rất là không có tí gì gọi là xa cách hay là phải gần gũi lắm bở. Ai cũng nghe nói giống như chị vậy đó, em chắc nghĩ là cậu thì sống đơn giản giản dị hòa đồng thôi, ai cũng như ai, không có gọi là khoảng cách giữa ngôi sao với người dân. Bởi hồng chết để da, người ta chết để tiếng. Trăm yeah. năm chỉ có một vũ linh này. Dạ yeah, đúng rồi. Không thể nào có được người thứ hai. Chị đến mộ này là lần thứ mấy rồi chị? Là từ lúc cậu mất thì đi việc nên em cũng không có đi được. Dạ. Yeah. Một phần lúc đó em thấy rất là đông. Dạ. Yeah. Nên em cũng ngại, em không ngại. Muốn đi. Dạ. Yeah. Nên thành ra là năm 49 ngày của cậu á, em có ghé nhà. Ghé nhà. Rồi xong rồi hôm nay cũng có công việc cũng gần đây á. Dạ. Yeah. Nhưng mà cũng không có thuận đường đâu, nhưng mà em yeah. em cố tình em chạy lên. À có nghĩa là không có thuận đường. Không có thuận đường yeah. của em, nhưng mà em vẫn chạy lên thăm cậu cái. Buổi sáng định là mặc cái áo này để chạy xe đi giao hàng đó ha. Dạ là em đi làm luôn. Giờ đi làm luôn đó, không thuận đường nhưng mà cố tình là chạy xuống đây luôn. Dạ dạ đúng rồi. Quý quá quý luôn. Không hề thuận đường nữa chút dạ. nghịch hai đường luôn đó. Chị thì lúc mà chị không có xuống đây thì chị có theo dõi qua những cái trang mạng như là YouTube rồi đó chị? Em cũng có lướt nhiều cái trang mạng xã hội. Dạ. Thấy cũng nhiều trang đăng rồi cũng của các anh chị nghệ sĩ đăng nữa. Dạ. Rồi chị thấy ở trên hình ảnh đó, với lại ở hiện tại thì nó có khác gì không? Chị. Đây là sân khấu của cậu. Sân khấu của cậu ha. Đó, quá đẹp mà chị. Quá lung linh luôn. Thực sự là em thấy xuống đây chị cầm một bó hoa mà thắp hương rất là thành tâm, cũng như là xúc động thì em cũng rất là quý luôn. Cậu Vũ Linh thì hầu như là cả nước hướng về cậu luôn. Không phải cả nước đây, mà cả nước ngoài nữa. Đây là tuổi thơ á. Dạ. Ờ vậy chị có nghe cậu hát ra đi nghe hát cậu lần nào chưa? Nghe cậu hát lần nào chưa? Hồi nhỏ có mấy lần cậu về trên nhà em á, thì lúc ở với lại ông bà ở Hóc Môn. Hóc Môn. Cậu có về đó hát mấy lần. Dạ. Thì xưa tàn là phải leo lên trên cây coi chứ đâu có vô mua vé vô sân khấu coi cậu hát rồi đâu. À. Phải leo lên trên mấy cái cây á. Leo rào hả?
ngồi trên mấy cái cây đó, à, xuống. Dạ rồi. Vậy là có nghĩa là mình không có khả năng mua vé hả chị? Dạ. Ờ, thì đó khổ lắm đâu, dạ. Có khả năng mua vé. Cậu nghe được chắc cậu buồn ha, không chịu mua vé cho cậu. Nhưng không, mà nói vui cậu thôi. Cậu dạ. Mà leo lên cây để coi được cậu, dạ. là cậu cũng vui rồi. Dạ đúng rồi. Thì cái trường hợp đó thì tuổi thơ ai chắc cũng ít nhiều cũng phải trải qua một lần, 9 người thì hết, 10 người thì hết khoảng 8 người là như vậy rồi. Hồi đó dạ. Bé xíu học bài thì lười, mà nghe tới cậu về hát là lật đật. Dạ. Chốn học thì coi. Dạ. Quý quá. Chị ở Hóc Môn, ở nhà ở Hóc Môn luôn. Chắc thì cậu ở thành phố Hồ Chí Minh thì diễn ở thành phố nhiều hả chị ha? Dạ. Nhưng cậu cũng hay về vùng ven lắm. Dạ. Rồi vậy mà khi mà đi đi hát, gặp cậu hát vậy đó, rồi có gặp cậu lúc đó không? Không chen được. Không chen được. Đông. Được. Đông. Mấy người lớn chen dữ quá, không chen lại gần được. Ở đó còn con nít mà đâu có chen được đâu. Dạ. Dạt ra anh bên. Dạ. Mình có thể đi trong, mình tham quan, mình coi á chị. Mình chụp ảnh đó. Em luôn niệm lại. Đây, đưa em chụp ảnh cho chị đi. Muốn thích tấm nào để em chụp cho. Dạ. Thì đã trải qua cũng hơn 50 mấy ngày rồi, 52 ngày rồi. Cậu bây giờ là em yên bên khổ Phật rồi. Dạ. 52, 53 ngày rồi, nhưng mà khán giả đến viếng rất là đông. Viếng những lẵng hoa nè, những bánh nè, trái cây rồi, nhang đèn rồi rất là nhiều. Cậu chỉ là đang lưu diễn ở xa thôi. Dạ. Đúng rồi, thì có người bảo cậu là con của Ngọc Hoàng do mê chơi thôi. Cậu là con ruột của tổ nghề. Dạ, con ruột của tổ nghề. Mà thật sự rất là quý luôn. Sáng nay là chị là một người khách đầu tiên mà gọi là cố tình chạy xuống do không có thuận đường luôn á. Vậy là một lát nữa phải chạy về hả? Dạ, đúng chạy rồi. Về chảnh đi làm chứ ở đây đâu có. Em phải quay ngược về, tại vì lát nữa là em sẽ có vài đơn ở gần Phú Nhuận á. Gần Phú Nhuận. Gần thì điểm gần nhà cậu. Dạ. Nên em cũng phải về, sẽ quay ngược về. Chạy xe, dạ. Vậy nó không quan trọng. Dạ, không quan trọng bằng đi thăm cậu ha. Mình đã quyết cái định đi là có dạ. Cái tâm nguyện mà mấy bữa muốn đi mà không đi được. Dạ. Quá quý luôn, mặc dù không thuận đường mà với lại chán mà chị đi như vậy là chị phải bỏ ít nhất cũng phải 3-4 tiếng đồng hồ để gọi là mất thời gian của mình không đi làm. Kẹt xe dữ lắm. Đúng rồi. Kẹt xe rồi đủ thứ hết. Dạ. Mấy tấm hình này rất là đẹp luôn. Tấm hình này là của chị Hồng Ngọc ở An Giang nè. Còn tấm hình này của Phan. Có một cái lúp gì đó. Em Thảo. Fan lớp em nằm trong đó. Vậy hả? Fan lớp gì đó. Chúng không chơi mạng xã hội nhưng mà có những người yêu mến. Tạo ra tự tạo cái fan ra luôn. Cho chú đâu có tham gia đâu đúng không? Chú là một nghệ sĩ sạch. Dạ. Không dính điều tiến thì cái gì thì mọi người yêu mến quá trời luôn. Chỉ là cậu nhiên diễn ra thôi. Quá quý luôn cả nhà. Thì sáng nay thì có một chị gái ở thành phố Hồ Chí Minh, chị chạy giao hàng cả nhà. Ahamu á là cái ứng dụng giao hàng, mặc dù không có trùng đường nhưng mà chị cũng bỏ thời gian đến đây viếng cậu. Thì ngoài cái tấm lòng thì chị có mua một bó hoa cúc nè đến viếng thắp hương và khấn nguyện cho cậu, hy vọng là cậu được vãng sanh và nếu có kiếp sau thì hãy trở lại thế gian này. Nếu mà có thương chúng sanh ở thế gian này á, giống như con cháu á, thì hãy trở lại và đem lời ca tiếng hát phục vụ tiếp tục nữa. Thì hy vọng là cậu sẽ được vãng sanh siêu thoát nha cả nhà. Hôm nay là cũng trải qua 52, 53 ngày rồi cả nhà. Nhưng mà bông hoa đồ tụi em bảo quản. Dạ, bảo quản rồi cũng như là chăm sóc. Và khán giả đến viếng rất là nhiều. Như là hôm qua thì có rất là nhiều Việt Kiều Mỹ nè. Và hôm qua thì cũng có chú Linh Tâm đến đây để viếng mộ cậu, khóc trong nghẹn ngào luôn. Và có chia sẻ là gửi gắm cho những anh em ở YouTube ở đây để coi như là bảo vệ mộ cậu. Trời cũng dần vào mùa mưa rồi. Thì nếu anh em có ở đây thì mỗi người một tay một chân, coi như là dẹp hoa hay là bảo vệ mộ cậu cho nó chu đáo tươm tắt hơn. Thì chú Linh Tâm là một người rất là
ai cũng quý, ai cũng thương. Sau khi clip đăng lên thì ai cũng khen ngợi và ai cũng quý chú Linh Tâm. Thì chú, người ta nói là chú Linh Tâm là một người đóng với một cái vai diễn gọi là ông ác á, thì còn cậu Nam Vũ Linh là đóng vai hiền. Chú Linh Tâm lúc nào cũng gọi là cướp vợ, đóng với một cái vai diễn cướp vợ chú cậu Nam Vũ Linh ở trên sân khấu nó. Thì nhưng mà ở ngoài đời thì chú Linh Tâm rất là hiền, rất là giản dị, rất là tinh tế và gần gũi luôn. Có những lời chia sẻ thật sự mà nói phải cảm động và xúc động ngay lúc đó nếu cô chú anh chị và có tại mặt ở mộ cậu Nam Vũ Linh. Hôm qua thì em cũng có may mắn gặp được chú và chụp ảnh chung cũng như là nghe chú chia sẻ bày tỏ. Thì tầm khoảng 2 tuần nữa thôi thì chú Linh Tâm sẽ trở về Mỹ và lưu diễn ở bên Mỹ. Hy vọng là chú Linh Tâm sẽ dành chút thời gian quay trở lại Việt Nam để thăm cũng như viếng mộ cậu Nam Vũ Linh khi mà mộ hoàn tất. Nó thì rất là quý luôn cả nhà. Hôm qua thì chú Linh Tâm cũng như là anh Sô, gọi là anh Thanh đó, và chị Kim Nga, nó là cái người mà là quản lý, trợ lý đó, của cậu Năm trong lúc còn sinh thời đó, thì cũng đã đến viếng mộ cũng và cũng thắp hương và đem những cái gọi là cái sáp đèn cày á cả nhà, đến để thắp cho cậu Năm và có gọi là để lên nhân phòng ký một cái gọi là cái hợp đồng gọi là thuê cái mái che phía ngoài cả nhà, để cho mà gọi là nắng, đỡ nắng hơn, đỡ mưa trong thời gian sắp tới. Đó. Ở đây cả nhà thấy là những cái sáp đèn cày này là hôm qua là của anh Sô, chị Nga và chú Linh Tâm đến đây viếng cậu Năm. Hôm qua thật sự nếu mà cả nhà có ở đây thì chú Linh Tâm gửi gắm rất là nhiều những lời rất là ý nghĩa và hay, nghe là thấm thía từng câu từng chữ luôn cả nhà. Chú sống rất là nhiệt tình. Nó thì sáng hôm nay là chị này đây là một vị khách đầu tiên của cậu Năm Vũ Linh hôm nay, là một người là một chị giao hàng nhưng mà có một tấm lòng rất là quý, cần phải trân trọng như những tấm lòng của chị như thế này. Thì có lẽ là em xin tạm dừng cái video này ở đây cả nhà, để em tiếp tục chia sẻ những video mới hay và cập nhật tin tức mới nhất và hay nhất đến cô chú anh chị và các bạn nha. Hy vọng là cô chú anh chị và các bạn yêu thương em, hãy cho em xin một like nè, một đăng ký kênh nếu chưa đăng ký ha, và một lượt chia sẻ cho người thân, gia đình, bạn bè cũng như là những người bạn bè của mình ở xa đó biết được mộ cổ Năm như thế nào, ra sao và đẹp như thế nào và cái tình hình nó như thế nào cả nhà. Nó thì cái đó là em muốn truyền đạt đến cô chú anh chị. Những cái video của em chia sẻ cho cả nhà mình đó là video hoàn toàn không cắt ghép, không qua chỉnh sửa, tất cả đều là gọi là video sống đó cả nhà, đăng sống lên hết luôn, không cắt ghép, không chỉnh sửa. Nếu mà có gì sai sót thì mong cả nhà thông cảm, quan hỷ bỏ qua cho em ha. Và bây giờ em xin tạm dừng cái video này ở đây, hẹn cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Trước khi kết thúc video thì em chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, ngày mới làm ăn phát tài, thuận lợi, may mắn trong công việc. Xin chào và hẹn gặp lại.